Đó. Hôm qua tao tạ tiền hả ta? Có chuyên nghiệp nghe gõ hả? Không có chuông gì hả? Ồ, lâu dữ vậy ta. Thôi đứng im đó kìa, thở đi đây à. Ôi giờ thơm á. À đứng đó hả? Tao ba đi vòng vòng ba phim cái à. Đó, cái tàu mà xe lửa bự nhất ở Italy Rome à. Đó, cái tàu toàn là Temini. Roma. Mở á. Thằng máy ok. Ừ, khác nước không kia à. Đâu à? Má kêu. À. Bự chưa? Đó. Tàu lửa mà cái kiểu này tăng lầu dưới lầu nhiều á. Và cho biết tàu lửa của quỷ. Tàu dép hả? Đâu với đâu thức ta? Hả ok. Nó có đi đâu tăng kia thì đấy. Cái cửa đây đi ra ngoài thấy không? Cái đây cái mua đông đã đi vô coi đây cái mùa đông mà ở trong ngoài tiếc không còn sợ à, nhưng mà ở đây đâu có tiếc gì đâu đó. Hawaiian dép là dép ngồi tiếng nè. Cái gì à? Hả? À? Ai mặc? Nhiêu? Nhiêu? 200? Hả? À. Nhiêu hắc đi đăng tăng này vậy? Hả? À cái tạ tháng á. Cái thả gì á à. Chắc mà mỗi tháng dùng khuất hay dùng gì á. Dùng khuất đây sắc tay à. Không phút nhỏ 30 á để bác mua đó đây sẽ hồi ấy tiệm bên kia cũng bán đồ hiệu nhiều lắm. Cái tiệm ở trong này tại mình đi hai cái mặt đường à. Đó. Sách tay cũng rẻ lắm, biết đi mua đồ thì rẻ lắm à. Đẹp à, mua đó rẻ à, mua
Mà hỏi có mua không? Mua thôi. Hey Oscar. Đó. Người đông quá. Đông quá đông mà. Hả? Roma Termini. Nó biên cái bản không thấy? À, nó có biên cái bản à. Bự quá trời ha. Nhưng mà bây giờ thì ở ngoài cũng nóng. Chiều 7 giờ chiều rồi. Bây giờ 7 giờ chiều. Từ sáng đi từ 1 2 giờ ngóng quá trời nóng. À, bán đồ ăn quần áo này kia đồ đủ. Thấy chiếc xe chạy không? Thấy không? Thấy xe cái Buddhist chạy không? Gừng rồi, thú vô ào ào thấy không? Có xe chạy với Peter thấy không? Có uống nước đi Peter. Uống nước đi. Nước con uống đi. Đó, mình chữ thấy không? Roma Termini. Ở ngoài kia bán nhiều người ta bán đồ nhiều. Bán đồ teo chật khó quần áo. Đây nè. Ô. Đó, siêu dân của mình thức á mày ăn. Đó. À, vô đây. Người siêu dân này ok, vô chụp ok. Đứng vô. Ồ, giỏ này siêu âm của mình nè. Ngồi không? Bếp pan hả? Bếp pan của anh kem luôn. Đâu, kem bếp pan đâu? À, lắng cái kem đi. Kem gì? Miron hả? Tao muốn lấy kem bếp pan. Hả? À, mọi người mua nhà mà hay là kem hộp này hả? Peter? Hộp này hả? Thằng em muốn kem hộp này không? Hộp này hả? Hộp này có hộp có công thức á? Hả? Ha, trả tiền đây, trả tiền. Nướng coi kem nào ăn á, giữ dưới con đổ á. Coi kem gì vậy? Bếp ăn đâu? Cái tấm hừng này mà nghe bán 30.000 cái tấm hừng á, 30-50 cũng có tấm hừng này á. Thế thì nữa thì điện ba đừng mua tấm hừng này á, 30.000 á, dưới là ba 35.000 đô tấm hình này, 35.000 đô. Cái cao. Dạ. Cái cao hả? Ngon không? Ngon Peter. Đâu? Ngon hả? Ồ ngon quá hả? À biết mà. Phải đang tính tiền hả? Hả? Bà chủ ba đang tính tiền trong đó, bà đứng tính tiền ạ. À. Bà mua được hai cái túi hay là nhiêu ai biết đâu. À. Dẫn nhỏ hai đứa nhỏ đi ăn kem rồi bà mua. À. Ăn hốc luôn má ơi, mau dữ vậy, ăn bằng từng thơ á. Ăn lẹ. Ăn từ từ liên liếm, liếm từ từ. Con đưa cho ok cầm cái cây đi dục nét luôn. Phải từ tháng này hả? Con phải ăn từ từ. Dưới miệng à, dưới miệng à.
Rồi vậy ok vậy rồi. Đó. Cái tiệm này hả? Mua quá mua hả? Đi vô ta chăn gì? Tiền đẹp dữ ta. Không, cũng được. Ngồi ok, ngồi đây. À, mặt luôn à, ớn á. Tiệm bán mặt luôn à, ớn á. Ngồi đây, ba đi ra ngàn cái. Tại sao? Đi làm chi vậy? Ai à? Đi làm chi vậy? Tao ngồi chỗ đó chơi đi. Ok, vô đạp đạp cái lò hộp này à. Đạp đạp này thì động nó đi. Đồ ăn á, đây là, chỗ đây là đồ ăn. Điều gì đây? Quần áo quá trời thấy không? Đó, trong cái tiệm đây mình đi voi cũng chắc mớt á. Giữ không là lâu lắm. Món mì ok, thức ăn ngon à? Món mì á. Tôi có không có hâu nhưng mà nó cũng bay mùi. À, mình đặt cá này, bón cá này, món cá này à, chín. À, mắm bí xà hả? Sao nãy ok ăn mắm bí xà, anh bé đi làm cái gì? Cỡ ba lý ăn spaghetti thử đi. Còn đây là spaghetti cabua. Nấu cá từ tôm hải sản hả anh? À. Nấu cá. Yes, yes. Xong rồi. Tôm hải sản. Ok. Bây giờ được cái đó. Tôm hải sản hả? Đó. Bài đường ngang xe lửa chạy thấy không? Đâu? Bấm wifi. À cái kia bấm vô tầng cá à. Ba mày để làm sao con ba có cà phê không đi nói thì có hết coi đi coi ba đấy hả bây giờ đi ăn bánh gì hai tầng tao để đặt gì ăn ăn ở ngoài đường thử đi ăn thử cái món ý sao nha ăn thử món gì rồi. Đó. Cái đây hàng á, nó làm hàng trong này không phải to không phải ăn không mẹ cho ăn cái không á số tay Peter ăn đây số tay có muốn chấm vào gì chắc cái nhưng mà nó lại với cả cái hả? Không nước ngọt mà mình thường phải đưa ăn nước ngọt này hiểu hả hả nên lại cái thay đổi đó thôi yeah. Thì cái lon á cả thế giới là một cái lon giống nhau nhưng mà ở nước Ý lon uống number five nè tiếp từ
spaghetti pomodoro? Him. Từ từ đó. À, bảo cái sĩ nhựa đây nè. Ăn từ đây. À, nóng mà. À, ba bỏ đây luôn nha. Giống nhau. Ta. Lên. Ngon lắm, ngọt là Pepsi. Nó ăn đùi á. Ngon quá. Đó, nước ngọt là thấy không? Đây là... Nãy bao nhiêu tiền hả? Hả? Nãy tính hết bao nhiêu? Thì chắc cái đây ăn mà mừ em như. Em hả? 6, 16, thằng Út kia... 6 ở đây. 52 cái này 2 không tướng, nhưng cái này cho 7 gì đó rồi sao? Nó còn hết đây. Vừa 3 chứ cháu còn hết 25 đi. Hãy tính gọn đấy. Có thể 25 hay 27 gì vậy? Không biết. Cho lát anh để cho anh chưa? Nóng không Peter? Ừ. Coi cái đó bằng ta. Ăn nào? Lát ăn ok, ăn thử đi. Ngon. Ăn được cái spaghetti ngon không? Trời ở đây lát nữa ăn à. Mà mở chỗ kia. Mở con cứ còn chỗ kia. Hả? Cái đây mực kìa, mực chiên giòn. Đây là bà chủ thì bà đặc biệt hơn, bà ăn ngon hơn. Chủ mà ăn ngon hơn xí. Ai kêu mà đặt không giống nhau thôi. Còn mình thì ăn cái đồ thằng bạn à. Cái đây mực mà chiên giòn kìa. Dạ, nhìn là biết ra. Giòn. Măng kia cũng ngầu được mà tao vẽ chưa đúng không ngầu không được à. Tưởng là cái dãy măng kia ha hả à. Thấy cái gớ màu khác mà người đây màu đỏ rồi tưởng nó chưa ha. Nó có kem tại sao vậy? Có tấn biển à? Hả? Không, có kem tấn biển là mình không biết hả? Cái món của mình á, món mình mà mình đặt con cá đây, con cá người Việt Nam thường ăn là cá gì, không biết cá gì đâu. Cái đây chiên. Cái chiên mà nó cái tiêu chắc muối thơm. Với xí salad. Cái này đang đen mà không thích ăn à. Ô ly là gì à? Ô ly. Còn ở đây là pommes. Sốt. Chi chang. Hả? Là đủ hả? Đó, cái này thấy không? Được cái sốt nữa. Dầu ô ly á. Cái cá đã. Cái hổ nhiều chưa? Cái hổ nhiều chưa? Cái hổ nhiều chưa? Cái hổ nhiều chưa?
cầm cầm xíu thôi. Bà kia bà đặt đi cho khỏi quay hả? Nóng á. Ngon không? Dạ, nóng không ngon. Cá xịt nữa hả? Cái đây mười, cái đây mười euro. Con cá xíu này mười euro. Mười euro được rồi. Được rồi. Cũng rẻ rồi. Dạ. Mấy cái đồ cũng giá đó rồi. Ha, ở đây ha. Bây giờ muốn ăn gà chiên gì không? Không có. Gà yeah, thế à? Băng này con quay nguyên cái tiền không có. Băng này băng salmon special. Okay. Thank you. Yes. Đó, mình đang ăn ở chicken good. Mùa hè ha. À, bây giờ đặt thịt tới đây khoảng. Thôi ok ăn bắn. Bắn spaghetti hay gì? Thuốc chung chỉ đâu hút thuốc nước đi. Mấy mùi tới thì khác sao? À, mấy mùi tới khác hả? À. Mấy à? Yeah.